Kết giữa hai vận động viên Phan Văn Châu và vận động viên Lê Vinh Nhân Tài sẽ đấu thứ 5. 0-0. Một không. Good match. Hai. Một hai. Ôi. Xỉa bóng hay dữ. Qua xỉa bóng rất hay của vận động viên Phan Văn Châu. Đội bóng điệp 3-1. Ba hai. Chưa 4-2. 2-4. Có giao bóng. Hai sáu. Ba sáu. Sáu ba. Sáu ba, xin lỗi. Sáu ba. Sáu ba. Đội bóng. Bốn sáu. Giật bóng hay. 4-7. Tám bốn. Tám năm. Chín năm. Đội bóng 5-9. Sáu chín. Mười sáu. Kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2 nghiêng về đội tuyển Phan Văn Châu.